Sao có mắc gì về với mẹ nào? Mắc gì? Em đang muốn nói chuyện, không ai nói chuyện với em à? Phải không? Cầm quạt, cầm quạt. Phải không? Nói gì với mẹ nào? Nói gì với mẹ nào? Sao con? Con nói gì nào? Bố cho con ăn một tí xong thôi à? Bố cho con ăn một tí xong bố lại đi là bố không được. Thế à? Con nách với mẹ đây à? Mẹ bị ho, mẹ bị mệt đấy. Sao rồi ngoan đó. Sao không nói gì với mẹ nữa à? Sao không nói gì nữa à? Sao gọi bố đi? Mẹ bị ho nè, sao quen tiếng ho của mẹ rồi nè, sao nè. Sao bên ngủ à? Con bên ngủ à? Sao bên ngủ à? Con bên ngủ phải không? Thế ăn đã no chưa mà ngủ rồi? Thế ăn đã no chưa mà đã đi ngủ rồi con? Ôi trời ơi, buồn ngủ rồi nè. Con buồn ngủ rồi, nhưng mà con ăn chưa no đâu nhá. Thì mẹ cho con ăn hết rồi con no nữa. Sao? Con buồn ngủ á? Con buồn ngủ rồi. Thì con ngủ nhé. Sao con ngủ nhé. Thiên thờ nhé. Mắt tao díu rồi. Sao sao ngủ đi nhé. Sao ngủ đi. Không nói chuyện nữa nhé. Tôi cho ăn xong ngủ. Thế cho mẹ cho con ăn nốt nhé. Ăn nốt nhé. Ăn nốt rồi ngủ nhé. Ăn nốt rồi ngủ con nhé. Chưa nghe thờ lắm nè. Yêu em lắm nè, yêu em sò lắm. Sao gọi mẹ ơi đi nào, sao gọi mẹ ơi, sao gọi mẹ ơi, gọi đi, sao gọi đi con. Dương em chờ lắm nè. Sao ơi, sao gọi mẹ đi nào. Con không nói chuyện nữa à? Con không nói chuyện với mẹ nữa à? Không à?
Trà ơi, mà cho Trà ăn nhá, cho Trà ăn nhá, ăn nốt rồi. Ăn để đi ngủ, ăn no để đi ngủ nhé. Rồi cắt tay con, cầm tay mẹ này. Rồi không mày nữa, tập trung ăn. Rồi tay, bỏ tay xuống đi con, bỏ tay xuống. Ngủ mới ngon con à.